Và nếu như tôi có một đôi cánh nhưng không thể nào bay, tại sao tôi vẫn chưa thể đi trên mình? Và nếu như bao ước mơ đam mê kia vẫn không gặp tôi, I wanna say bye 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 bye. Yeah. Muốn dạt đôi cánh vươn ra tới không vì sao lượn qua chỉ từ đây tôi lên max độ cao. Và đó chính là những cảm xúc đang tuôn trào, tôi đang dần được cảm thấy mình max thế nào. Chào liền vô đôi cánh chứ không trông vượt đại ngàn vượt hải để nghiêng trông đạt max độ. Trên mây rồi, when you flying, bay lên đây cho ta say theo từng cơn gió, trong trời mới đã bước ra. Và tôi quyết định từng con tim cho ước mơ. We fly together, we live it to the max. We fly together, we live it to the max. We fly together, vẫn sẽ đi và tin chính mình. Vì phía trước là ánh dương ban mai tương lai đang gọi tôi. I wanna say I am slow to chậm to the man. Cảm xúc từ trong ta dùng từ gần to the man. Hạnh phúc từ trong ta làm chỉ có những cảm xúc đang tuôn trào. Tôi đã cho được cảm thấy mình mắc thế nào. Quên đi từ con tim cho ước mơ. Maxdan 2017. Các bạn hãy truy cập YouTube của Sony Việt Nam, like, subscribe cũng như share clip chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 6, 7, 8 tháng 10 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Woo! Sony.